Xin chào các bạn trở lại với chuyên mục tư vấn xe của báo Thanh Niên. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một cái tính năng không mới nhưng mà không hẳn là ai cũng biết trên những chiếc ô tô hiện đại, đó chính là tính năng Shift Lock. Vậy thì cái tính năng này nó có chức năng gì và sử dụng nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết. Đầu tiên thì tính năng Shift Lock này nó có công dụng gì? Nói nôm na cho dễ hiểu là trong trường hợp bạn xe của bạn nó hết bình, hết điện. Ví dụ như là chúng ta để xe lâu ngày, mình quên đóng cửa hoặc là mình mở đèn một thời gian dài thì xe nó hết bình. Và khi đó thì cái cần số của chúng ta nó sẽ để số B. Nhưng mà khi xe hết bình thì chúng ta muốn di chuyển xe ra một cái chỗ thuận lợi hơn để có thể câu bình hoặc là để sạc điện thì cái cần này nó sẽ bị khóa lại. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ cần tới cái tính năng Shift Lock này. Vậy thì Shift Lock nó có cái tính năng chính là nó sẽ mở khóa cần số ngay cả khi xe nó hết điện để chúng ta có thể di chuyển từ số B qua số N để xe có thể di chuyển ra chỗ khác. Vậy thì trên xe cái nút Shift Lock nó bố trí ở đâu và sử dụng cái tính năng này như thế nào? Thì ở đây tôi có chuẩn bị một cái cây sắt nhọn. Ngoài ra chúng ta có thể dùng chìa khóa hay là một cái vật gì nhọn và mỏng như thế này. Cái nút Shift Lock nó sẽ bố trí trên cái khu vực các cái cấp số ngay cái bên cần số. Ở một số mẫu xe thì có thể là một cái nút lồi lên hoặc là lõm xuống. Ở chiếc Suzuki Ertiga tôi đang sử dụng đây thì nó có một cái nút nhỏ ở khu vực các cấp số và nó sẽ có một cái khe. Thì chúng ta chỉ cần dùng cái lẫy này, chúng ta bẫy mạnh một và cái nút này nó sẽ mở ra. Khi chúng ta mở cái nắp này ra thì ở đây nó sẽ có một cái nút ở bên trong. Thì chúng ta dùng cái cây nhọn này, chúng ta ấn mạnh xuống và chúng ta đè ở cần số. Khi này chúng ta có thể di chuyển các cấp số và chúng ta đưa số về N. Thì khi đó chúng ta có thể kéo xe đi hoặc là đẩy xe tới cái khu vực mình mong muốn. Hy vọng là những cái chia sẻ vừa rồi sẽ giúp ích cho các bạn trong trường hợp nếu không may chúng ta mắc phải những cái sự cố như thế này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.